Toyota Prado quý anh chị quý chàng ạ. Đây là chiếc Prado phiên bản TXL sản xuất vào năm 2014, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam và đăng ký lần đầu vào năm 2015. Tên công ty biển Hà Nội quý anh chị quý chàng nhá. Đó, đi rất ít thôi, đi rất ít, có 69.000 km. Hiện tại thì bây giờ đang được em Thuận cũng như là cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt bán và giao dịch đến quý anh chị quý chàng chiếc xe này với mức giá là nhô một tỷ một xíu thôi, nhô một tỷ một xíu thôi. Đó. Ngoại thất màu nâu, nội thất màu đen. Đấy, lăn bánh được 69.000 km, cực mới luôn, cực mới cực chất nhá. Đó, đèn pha zin nguyên bản thì không hề có hiện tượng ố vàng hay rạn nứt chân chim nhá. Đó. Toàn bộ thân vỏ là gần như không có một tí ma tít nào luôn. Cực mới, cực kỳ giữ gìn, một chiếc xe có lái xe riêng, sử dụng giữ gìn, hoạt động trong điều kiện hoàn hảo. Sản xuất năm 2014 quý anh chị quý hàng ạ. Đây là mọi người cũng có thể nhìn nhá, cái phần thân vỏ này, các mép lối này, đấy, nó rất là căng, nó rất là căng và thật sự luôn là quá đẹp. Đấy, tôn của Toyota nhá, không có một tí ma tít nào luôn. Giá bây giờ rất êm rồi, có nhô một tí thôi. Năm 2015 thì chủ nhân cũ có chia sẻ là chiếc này lăn bánh thời điểm đấy là vào là tầm 2 tỷ 4 quý anh chị quý hàng ạ. Xe trần đã hơn 2 tỷ 1 rồi. Đó. Đây này, Prado thì mở được cái hàng này ra. Đó, mở được cái kính sau này, kính hậu này. Tiện nhìn luôn cái hàng ghế thứ 3 mọi người nhá. Hạ cái hàng ghế thứ 3 xuống chúng ta không gian để đồ rất rộng và chiếc xe này thì ghế cũng như là không gian để đồ sau rất sạch nhá. Xe này chủ yếu là đi loanh quanh thôi, không đi xa bao giờ. Đấy, đầy đủ cảm biến phía sau, camera lùi. Toyota Prado quý anh chị quý hàng ạ. Mời quý anh chị quý hàng vào nội thất này. Chiếc Prado thì sẽ được trang bị ghế da nguyên bản, còn phần này là nỉ nhá. Đây, nỉ nguyên bản này mọi người cùng nhìn này, cực đẹp luôn. Những phần này không có vết sửa luôn. Đó. Xe thì điều hòa tự động. Đấy, đằng sau cũng điều hòa tự động luôn nhá, điều chỉnh ở vị trí kia. Có cửa gió điều hòa trên trần, ra hàng 2 và hàng 3. Trần thì cực sạch luôn, không có vết dơ. Trần cực sạch luôn. Một chiếc Prado chất thì là trần và ghế da nó phải đẹp được như thế này nha quý anh chị quý hàng nhá. Nó phải đẹp được như thế này. Toàn bộ ghế da là nguyên bản đấy ạ. Đó. Chiếc này thì khẳng định với quý anh chị quý hàng là keo chỉ khung sườn máy số là nguyên zin từ lắp dàn cò luôn quý anh chị quý hàng. Đấy, đóng cửa nó chắc như thế cơ. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Prado thì loanh quanh khoảng tầm độ 10 lít cho ngoài đô thị. Đấy. Còn được kết hợp nó chỉ loanh quanh khoảng 12 lít thưa quý anh chị quý hàng nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, rất đẹp ông quý anh chị quý hàng. Gương kính là auto hết rồi. Đấy, ghế chỉnh điện có bơm lưng ghế nhá. Đấy, ghế chỉnh điện bơm lưng ghế. Đấy, tem sườn đầy đủ. Toyota Prado nhập khẩu chính hãng và năm 2000 sản xuất năm 2014, nhập khẩu về năm 2015 nha quý anh chị quý hàng nhá. Ghế da rất đẹp luôn. Ghế da rất đẹp. Vô lăng thì tích hợp phím. Gương tự động rồi. Chiếc này thì đã lên được cái bộ hắt kính hiển thị thông tin tốc độ trên kính chắn gió quý anh chị quý hàng. Trong đấy thì là có một cái hộc để đồ. Đấy, trong đấy có một cái hộc để đồ. Rất tiện luôn. Mời quý anh chị quý hàng ra tham quan về cái không gian phía động cơ. Đầu tiên thì mọi người có thể nhìn thấy đó là ốc cabo còn zin nhá. Ốc cabo còn zin, keo chỉ zin 100%. Đăng ký 2015. Đến giờ cũng được 90 năm rồi. Chiếc xe còn chất còn đẹp như thế này, hiếm có đấy quý anh chị quý nhẳng. Máy động cơ 2.7 nhá, 2.7 máy xăng. Zin từ lắp dàn cò luôn. Zin từ lắp dàn cò luôn nhá quý anh chị quý nhẳng nhá. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là một chiếc xe chạy ít thì máy nó sáng như thế này. Và những cái phần này. Đó. Những cái phần bọc dây điện cũng như là các thứ là nó còn rất là đẹp. Nó không bị ải. Đó. Chiếc này Toyota Prado phiên bản 2.7 TXL sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2015 và chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Một chủ sử dụng từ đầu. Hiện tại thì em đang bán là 1 tỷ 030 triệu. Tất nhiên là có thương lượng và gia lập cho quý anh chị quý hàng. Quý anh chị quý hàng có nhu cầu quan tâm những máy liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại ghim dưới màn hình, hoặc là để lại số điện thoại bên em sẽ chủ động liên hệ nha quý anh chị quý hàng nhá. Bên em có cam kết chiếc xe là nguyên bản, không đâm va, không ngập nước, keo chỉ, khung sườn, máy số là nguyên zin. Đó. Với những bác ở Hà Nội thì em vẫn có hỗ trợ trả góp lên đến 60-70% giá trị xe từ quý anh chị quý hàng và các bác nhé. Xin cảm ơn quý anh chị quý hàng và các bác đã theo dõi video của em ạ. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.